Vâng, các bác có tin được không khi ngày hôm nay chúng ta chỉ cần bỏ ra cho em với mức giá của một chiếc Vios G, nhưng các bác đã có thể sở hữu cho mình một chiếc xe có không gian nội thất vô cùng hiện đại và trẻ trung. Đặc biệt là nó không đến từ những cái thương hiệu của Hàn, mà nó lại đến từ một thương hiệu nổi tiếng của châu Âu, đó chính là Peugeot của Pháp. Vâng, một chiếc xe còn rất mới luôn các chị nhá. Lăn bánh có 3.700.000 km, full lịch sử bảo dưỡng hàng. Và trên chiếc xe này nó hội tụ rất nhiều những tinh hoa công nghệ mà phải nói là khi mới chúng ta phải bỏ ra một cái mức giá ở thời điểm bây giờ thì con này phải khoảng 1 tỷ 2 hơn. Nhưng hiện tại thì em Việt đang chào bán cho một chiếc xe còn rất mới như chiếc xe này với giá tiền chỉ hơn 600 triệu thôi các bạn. Vậy thì chúng ta sẽ có những tính năng gì? Đầu tiên thì các anh chị có thể thấy là vô lăng của chiếc xe này thiết kế khá đặc biệt. Nó khá nhỏ gọn và vắt trên vắt dưới, nó giống như trên những chiếc xe đua thể thao vậy. Và chúng ta thể thấy là cầm lắm và lái chiếc xe này thì cực kỳ nhẹ nhàng. Phía đằng sau chúng ta có lẫy gảy số trên vô lăng này. Đó, có tính năng ga tự động và giới hạn tốc độ lim thông qua cái lẫy này. Chế độ tự động dừng tắt 3 giây, đèn auto và đương nhiên cặp mưa auto rồi. Nhưng quan trọng nhất thì các bác có thể ngắm nhìn cái cụm đồng hồ chính của chiếc xe này. Đây các bác nhìn này. Đó, nó tích hợp hiển thị luôn cả bản đồ vệ tinh, được chưa ạ? Và các bác có thể có thêm cái chúng ta là cảnh báo điểm mù trên gương này. Đấy, vâng, xe chạy chuẩn 3.700.000 các bác nhá. Đem nổ tắt máy đi này. Đấy, sau đó sẽ lổ máy lại để cho các anh chị chúng ta thấy cái giao diện của chiếc xe này thực sự cực kỳ đẹp mắt. Vâng, mà hiếm, kể cả những mẫu xe của Hàn các anh chị chúng ta cũng không thể thấy là nó đẹp như vậy. Đó, vâng. Quá hiện đại luôn đúng không ạ? Và chúng ta còn có thêm một cái màn hình ở đây cũng tích hợp cả bản đồ giải trí, âm thanh nhiệt độ. Vâng. Và cái mức giá, và đây các bác nhìn giúp em này, 5 chế độ địa hình luôn nhá. Nó xịn như vậy. Đấy, cái chúng ta thì chỉnh các chế độ xung qua lúm xoay như này. Cần số là cần số điện tử, phanh tay điện tử có, chế độ lái sport có, Deno start top, và đây là chìa khóa thông minh của xe. Vâng, quá tuyệt vời luôn đúng không ạ? Gương chiếu hậu chống chói tự động. Đấy, đèn nội thất offline ở trên các cái khu vực đèn viền. Và toàn bộ là cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Và anh chị có thể ngắm chọn cái ghế da của xe này. Vâng, lăn bánh có 3.700.000 thì gần như là chưa một vết nhăn nhá. Con này các chúng ta có thể là đem đi chiếc hãng thoải mái giúp em. Đấy, các chi tiết tablo tapi các bác nhìn này. Quá đẹp luôn. Và họ sử dụng khá là nhiều vật liệu cao cấp như là nỉ kết hợp với nhựa cao cấp và các chi tiết mạ chrome tạo điểm nhấn cho không gian nội thất bên trong của xe này. Và anh chị thể thấy là những cái lúm điều khiển của xe này thì nó mô phỏng giống như là trên những cái chiếc chuyên cơ máy bay chiến đấu vậy. Đấy, rất đặc biệt đúng không ạ? Và một chiếc xe thực sự là mang tới chúng ta một không gian nội thất rất hiện đại và trẻ trung. Đấy, trong này chúng ta cũng thấy được đèn offline này, các bác nhìn này. Đấy, da thêu chỉ rất cao cấp. Và ghế của nó này, các bác nhìn cho em là còn chưa một tí vết luôn nhá. Xe được trang bị tới hai ghế trước đều chỉnh điện. Đó, vâng, con này cũng ghế là ghế lái chỉnh điện đúng không các bác này. Và đương nhiên nguyên zin nguyên bản, từng cái tem, từng cái mác. Và chiếc xe này thì em Việt cam kết các anh chị chúng ta không một lỗi nhỏ. Các bác hoàn toàn có quyền là đem đi check hãng trước khi chúng ta giao dịch. Đó, siêu đẹp luôn nhá. Da kết hợp đường may chỉ, tay lắm cửa mạ chrome và tất cả nguyên zin nguyên bản, từng cái tem, từng cái mác. Đấy, con này là full lịch sử bảo dưỡng hãng. Các anh chị ta còn thấy cảm thấy lăn tăn về chất lượng, các anh chị ta có thể là đem đi check hãng thoải mái giúp em. Và đây, tiếp tục quay cho các anh chị ta, đó chính là cái hàng ghế sau. Thì chiếc xe này thực sự mang tới cho các bác với một cái không gian cực kỳ rộng rãi. Và các anh chị có thể thấy là đây, ghế của nó này siêu đẹp luôn. Đó, vâng, kể cả phần đầu ghế trước các bác nhìn, form rất thể thao. Đấy, từng cái tem mác này. Đấy, cửa gió điều hòa nhá, và có cổng sạc phía đằng sau. Sàn đã được chủ nhân cũ làm rồi. Đấy, con này thì bao zin bắt từng lốp chưa ạ. Đấy, cửa sổ trời đèn offline rất đẹp mắt. Đấy, đây các bác nhìn này. Quá yêu luôn. Vâng, thực sự chiếc xe này nó còn rất mới mà bây giờ chúng ta bỏ ra có hơn 600 triệu để có thể sở hữu chiếc xe này. Đấy, và các bác có thể ngắm nhìn, vâng, toàn cảnh một chiếc xe đến từ một thương hiệu nổi tiếng của Pháp, đó chính là Peugeot 3008, một trong những dòng xe ăn khách nhất của thương hiệu Pháp tại thị trường Việt Nam. Phần đèn hậu phía sau thực sự rất là nổi bật với 3 dải đèn LED sọc rất là rực rỡ. Đấy, các chị thấy, vâng, thiết kế rất đẳng cấp đúng không ạ? Đuôi gió tích hợp đèn phanh trên cao, có gạt mưa cho kính phía sau, và đương nhiên rồi chúng ta còn có cả cảm biến cảnh báo va chạm, bô kép thể thao các chị nhá. Đấy, và một cái form dáng ngoại hình cực kỳ bắt mắt. Và đây có thể quay cho chúng ta cái phần cốp, đây cái này là 3008 các bác này. Đấy, quay cho anh chúng ta phần cốp sau của chiếc xe này. Thì các chị thì thấy là đây. Đấy, con này là quá mới luôn. Từ cái chi tiết nỉ các bác nhìn này. Đấy, rất rộng rãi nhá. Và lốp dự phòng thì chưa một lần sử dụng luôn.
Đó các bác nhìn này, nguyên zin nguyên bản tất cả nhé. Đấy, và một từng cái tem, từng cái mác bao zin cho các anh chị từ A đến Z. Và phía dưới là chúng ta sẽ có gập cái hàng ghế trước này, đèn đằng sau, đấy, ốp cốp đây. Vâng, rất mới luôn, từ chi tiết nỉ các bác nhìn cho em này. Trên này chúng ta còn có cái thanh phản quang. Đấy, đấy, tất cả cái chi tiết của chiếc xe này thực sự là không có từ gì để chê luôn nhá. Dòng xe này ấy, thì có thể nói là khả năng vận hành rất ok, cũng như là cái khả năng cách âm thực sự tuyệt vời. Phải nói là những dòng xe của chất lượng châu Âu thì các bác thấy không có từ gì để chê cả. Vâng, và đây các anh chị có thể thấy, vâng, la răng phay này, lốp cả dàn lốp theo xe này. Đó, 2017, vâng, 4 phanh đĩa hiệu suất cao nhá. Đó, giá lóc để đồ trên cao, toàn bộ viền trên kính nẹp chrome, tạo điểm nhấn cho chiếc Peugeot 3008. Và một cái bộ la răng thực sự là quá thiết kế, quá đẹp mắt. Và chúng ta còn có xi nhan tích hợp trên gương. Và đi về đằng trước với chiếc xe này thì các anh chị có thể nhìn giúp em này. À, xe đăng kiểm còn rất là dài, đến tận tháng 8 năm 2025 luôn các bác này. Đó, các anh chị đã thấy con này là ok chưa? À, nhưng mà đây, cái phần đầu xe thực sự cũng là một trong những cái điểm nhấn của chiếc Peugeot 3008, với một cái thiết kế mang lại một sự khác biệt hoàn toàn so với những chiếc xe Nhật, xe Hàn mà các chị chúng ta vẫn thấy nó ở trên đường. Đấy, với hệ thống đèn pha của nó thì được trang bị tới hai bóng đèn bi LED siêu sáng kết hợp với đèn LED xi nhan định vị ban ngày. Đấy, tạo một điểm nhấn cho ngoại thất của chiếc xe, mặt ca lăng với các chi tiết chrome theo thời gian và còn rất sáng, kể cả phần đèn gầm bên dưới thì các bác nhìn nó cũng là đèn bi LED luôn nhé. Đó, được chưa ạ? Và máy bọn em đang để nổ, nhưng mà các anh chị có thể nghe tiếng máy nổ bên ngoài cực kỳ êm, gần như là chúng ta không nghe tiếng động gì, đúng không ạ? À, chúng ta có thể ngắm chọn ngoại hình của chiếc Peugeot 3008 này, thực sự là không có từ gì để chê. Và phía trên chúng ta cũng có cảm biến cảnh báo va chạm. Đấy, vòng quay xe luôn, quá đẳng cấp và rất xịn sò, mà giá tiền bây giờ thì thực sự là vô cùng hợp lý để các anh chị chúng ta có thể sở hữu được chiếc xe này. Và vậy thì chi tiết ngoại thất chiếc xe các bác đã có thể đánh giá được rồi, đúng không ạ? Và bây giờ em mời các anh chị chúng ta mở lắp capo và chúng ta kiểm tra từ khoang động cơ của chiếc xe này. Và vậy thì xin mời các bác chúng ta có thể cùng em kiểm tra tới khoang động cơ. Thì chiếc xe này nó là phiên bản cao cấp nhất, bản GT Line. Xe được trang bị động cơ máy là 1.6 turbo. Và các anh chị thấy này, con này là sản xuất năm 2017, nhưng mà máy của nó các bác nhìn nó khác gì máy mới không? Vâng, nó còn trắng phau đây ạ. Và máy thì đang nổ, nhưng mà cực kỳ êm nhá. Và tất cả tình trạng máy số thì bên em cam kết cho các anh chị là nguyên zin nguyên bản. Đấy, tất cả từ cái tem mác các bác nhìn giúp em này. Đấy, các anh chị nào chúng ta còn cảm thấy lăn tăn về chất lượng, các anh chị hoàn toàn có quyền là đem đi check một lần nữa. Đấy, trước khi chúng ta giao dịch với chiếc Peugeot 3008 này. Đấy. Vâng, quá đẹp luôn. Đây, capo đây. Đấy, các anh chị nhìn không một tí vết, đúng không ạ? Đó. Vâng, vậy thì với mức giá chỉ có 660 triệu dành cho chiếc Peugeot 3008 tuyệt đẹp này. Bác nào cảm thấy xứng đáng thì các anh chị chúng ta nhấc máy lên và alo cho em Việt theo số hotline 0968 22 889, hoặc đến với địa chỉ showroom Việt Xe Chất ở số 175 đường An Định, thành phố Hải Dương để có thể lái thử và cảm nhận chất lượng chiếc xe, đúng không ạ? Một lần nữa thì xin cảm ơn các anh chị chúng ta đã cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc các bác một ngày mới thật vui vẻ và ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất có mặt tại kênh YouTube Việt Xe Chất, đúng không ạ?